chương trình xin mời phần dự thi của thí sinh mang số danh 202. Em tên là Tấn Tài, em đến từ An Giang. Năm nay em 32 tuổi rồi. Và em là thí sinh cuối cùng. Em vừa chạy tốc độ khoảng 3 tiếng đồng hồ từ chỗ phố An Giang của mình, vượt khoảng 100 cây số. Và xin thể hiện cùng ca khúc của nhạc sĩ Lâm Phương, Kiếp Nghèo. Đêm nay vắng vắng thắt, giạt sao khát mưa rất nhanh. Lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, mưa chẳng nhiều kiếp sóc sóc mây. Lầy lội qua muôn núi quay, gặp gành gương đi tôi tâm. Ngập ngừng rừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thương rất vui vui. Êm êm tiếng hát ngân nga, cuối lời mẹ hiền ru thiết tha. Không gian tím ngất bao la, như thương đường về quá xa. Mười con thu cho ta, lòng lạnh lùng giữa đêm trường. Đời gì chẳng tình thương, không yêu đương. Thương cho kiếp sống tha hương, thân kỳ gò người cho gió sương. Đôi khi muốn nói yêu ai, nhưng ngại ngần đành lang thang. Đêm nay giấy trắng tâm tư, gửi về người chôn bình mùng. Đời nghèo lòng nào dám mơ tình chung. Trời cao có thu, cuối xin người ban phước cho đời con. Một mái tranh nhiều, một khối tình chung tuy không hề phai. Và một ngày mai, mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài. Đây cả núi niềm, biết ngày nào ai thấu cho lòng ai. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi ngoài kia bão tố đầy trời. Cánh lá buông gió, du hồn vào đêm thâu, mơ hoài mối tình lâu. Ngày về vui xa qua, cánh nhạn còn miệt mài trong nắng hồng mê say. Lạc bầy chim chiêu chín, hai phương trời cách biệt, đêm chờ và đêm. Kiếp sống tha thân, thân cây gò người cho gió. Đôi khi muốn nói yêu ai, nhưng ngại ngần đành lang lang. Đêm nay dành trăng thăm thư, cười về người chôn bình mùng. Đời nghèo lòng nào dám mơ tình chung. Trời cao có thu, cuối xin người ban phước cho đời con. Một mái tranh nhiều, một mối tình chung tuy không hề phai. Và một ngày mai, mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài. Đây cả núi niềm, việc ngày nào ai thấu cho lòng ai. Và một ngày mai, mưa
cho lòng ai. Chúc mừng bạn, bạn biểu diễn bài hát này rất là tốt, thể hiện một cái bản lĩnh đứng trên sân khấu khá là điềm tĩnh nè. Rồi giọng hát cũng vậy, khi mà cất lên thì rất là tự nhiên, không có bị cố gắng quá nhiều. Và một cái chất giọng cũng khá là đặc biệt, cũng nghe rất là cuốn hút, và có hơi có một chút màu giống nhạc sĩ Elvis Phương. Nhạc sĩ Elvis Phương à? Elvis Phương. Em tưởng là chị đang hỏi bài hát này của à, không. Mình đang bảo là giọng hát của bạn nó hơi có một chút xíu thôi màu sắc của nhạc sĩ ca sĩ Elvis Phương. Nói chung là bài hát này thì bạn thể hiện khá là trọn vẹn và biểu cảm cũng rất là đạt. Xin chúc mừng bạn với phần thi này. Em cảm ơn. Quên, cho hỏi là bạn nghề nghiệp chính là gì? Em đang ở trong một khúc giao thoa giữa công việc của mình. Em vừa hoàn thành xong chương trình cao học và có thể sắp tới là mình sẽ chuyển sang xu hướng đi dạy. Hiện tại thì em vừa về quê cách đây khoảng 2 tháng và làm lại cái vườn cây của mình. Em có một vườn vú sữa, xong rồi chắc chắn sẽ thả cá và thả gà, và ở đó sẽ chăm sóc cho ba của mình thêm một khoảng thời gian nữa, được ngày nào hay ngày đó. Dạ sao? Em chị đang học hỏi ngành gì ạ? Dạ ngành triết ạ. Và một người thầy rất là trẻ trung. Em học ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Em tốt nghiệp cử nhân của Khoa học Xã hội Nhân văn và tốt nghiệp chương trình cao học của Hàn lâm Khoa học Xã hội ở Hà Nội. À Hà Nội. Tức là ra ngoài Hà Nội học tập. Rất là may rồi, khi em vừa học hoàn thành xong chương trình cử nhân thì anh Phố Chí Minh mình bị Hàn Lâm vừa mở khóa đầu tiên của cái ngành học. Lúc đó em học chỉ có 5 người thôi, và may mắn là 2-3 năm sau thì đã hoàn thành. Và học thì thường là chủ yếu ở trong Phố Chí Minh, sẽ có những vài môn mình sẽ học ở ngoài Hà Nội. Nhưng mà dù sao thầy giáo rất là trẻ. Dạ em cũng 33 tuổi, em nghĩ là mình đã già từ lâu rồi. Nhưng mà nhìn em rất là trẻ. Dạ chắc em hay hát. Đúng rồi, những người hay hát thì thường hay trẻ đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Dạ cảm ơn ban giám khảo. Em cảm ơn ạ. Vâng, và xin cảm ơn phần. Xin lỗi em tên là gì ạ? Dạ lúc ở lên trên sân khấu thì em tên là Mục Đồng, nhưng mà khi em đi dạy thì em sẽ tên là Tấn Tài. Mục ở Đồng ở trong một câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mục Đồng hả? Dạ. Là tên thật đó hả? Dạ không ạ. Nghệ danh. Lúc ở trên sân khấu là em sẽ lấy tên Mục Đồng. Em thích cuộc sống nó có thể như là Mục Đồng vậy. Cảm ơn bạn. Dạ em cảm ơn chị ạ. Em chưa nghe rõ hả? Xin lỗi ạ. Bạn muốn ban giám khảo ghi tên bạn trong danh sách là Mục Đồng hay là Tấn Tài? Nếu được thì cho phép em để tên Mục Đồng. Ok. Cảm ơn bạn. Dạ em cảm ơn.